Ngày 20 tháng 1, tại hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện Gò Dầu, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức trao tặng 100 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Phước và Phước Đông. Đến dự và trao quà có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông, bà Nguyễn Thị Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Huỳnh Thanh Phương, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu. Đợt này có 100 phần quà trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Thanh Phước và Phước Đông, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm một số nhu yếu phẩm và 800.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí của đợt trao quà là 100 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Dịp này, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quà và chúc người dân đến nhận quà có một mùa xuân Quý Mão thật vui tươi và hạnh phúc bên người thân và gia đình mình.